Xin chào anh em nha, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Coi68. Thì trong cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ xin tóm lược lại một cách nó dễ hiểu nhất đến cho anh em là một cái sự kiện mà mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em đang giống như kiểu cũng giống như mình thôi, là chúng ta đang ngồi trên một đống lửa. Vì là trong theo nhiều cái biên bản mới được cập nhật gần đây đó thì có lẽ là trong nay mai và mốt thôi thì vào ngày 5 tháng 5 thì Fed sẽ đưa ra cái quyết định nâng lãi suất của mình. Và theo như một cái thông báo mới nhất đó anh em, thì cái điều này là ông Jerome Powell, thì ông là chủ tịch của Fed hiện tại đó, thì ông cũng đã cho chúng ta biết được rằng là có lẽ là Fed sẽ mạnh tay hơn trong cái đợt nâng lãi suất lần này, và nó có thể là nâng tới 0,5%. Thì cái vấn đề này là một vấn đề rất là đáng lo ngại đối với chúng ta, và dĩ nhiên là nó đã quá quen thuộc với anh em chúng ta rồi. Chúng ta không có phải là đứng trước cái thông tin này nó quá là bất ngờ nữa, mà chúng ta đã phải hứng chịu một cái sự điều chỉnh của Bitcoin vào tầm khoảng là tháng 12 năm 2021 trước những cái thông tin này rồi. Nhưng mà tại sao là trong thời cái điểm này á thì mình lại làm cái video này, tại vì là bây giờ đó anh em thấy đó, thì cái giá của Bitcoin nó đang khá là nhạy cảm, và với cái đợt nâng lãi suất lần này là nó là lên tới 0,5% lận, chứ nó không phải là giống như là 0,25% như trước đây đó, như cái đợt mà vào tháng 2, tháng 3 đó anh em. Đó, thì cái lý do tại sao trong cái video ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho anh em một cách nó dễ hiểu nhất là vì tại sao thị trường của chúng ta lại đáng sợ đối với trước cái thông tin Fed như vậy, và có thể lần này là chúng ta cần phải chú ý nha, chú ý một cách khá là kỹ lưỡng đó. Thì đầu tiên đó thì anh em biết là cái vấn đề mà Fed họ nâng lãi suất đó, thì trong năm 2020, năm 2021 đó, thì Fed đã bơm rất là nhiều tiền vào thị trường của chúng ta để mà có thể cứu rỗi được cái nền kinh tế của Mỹ ha, và của cả thế giới luôn. Tại vì là trong cái thời điểm đó như anh em biết là chúng ta có một cái khó khăn nhất định về cái tình hình đại dịch Covid-19, nó gây ra một cái tỷ lệ tình trạng thất nghiệp rất là lớn. Và mình cứ xét về cái bản thân mình thôi, thì ai cũng ở nhà đúng không? Thì cái điều đó nó khiến một cái tỷ lệ lạm phát gia tăng rất là nhanh. Tại vì anh em biết là khi mà tiền nó bơm nhiều vào, tiền của Fed mà in ra bơm nhiều vào thị trường đó, thì đồng tiền nó không có còn cái nguồn cung, nó không cái nguồn lưu thông của nó cũng như kho của chúng ta thôi đúng không? Nó không có còn phải là một cái giới hạn, một cái gì đó nó ít nữa, mà nó ngày càng nhiều, thì cái việc lạm phát nó tăng cao và chúng ta cũng cảm nhận rõ được cái điều đó đúng không? Đó, và bây giờ đó thì Fed bắt buộc phải tăng lãi suất để mà có thể kìm hãm lại cái sự lạm phát đó, là giống như mình đã đưa tin cho anh em đây, thì đã đạt đỉnh trong vòng hơn 40 năm đúng không? Đó, đạt đỉnh trong vòng gần 40 năm đó. Thì và bây giờ là Fed phải có một cái sự điều chỉnh bằng cái việc mà tăng lãi suất mà thôi. Và đầu tiên đó, cái việc mà tăng lãi suất của Fed đó thì anh em biết á, tăng lãi suất đồng nghĩa với việc mà người tiêu dùng của chúng ta đi vay, chúng ta cũng phải trả một cái lãi suất cao hơn đúng không? Mà mình biết chắc rằng trong cái giới đầu tư thì anh em không phải là 100% anh em đều sử dụng những cái nguồn tiền mà chúng ta rảnh rỗi đâu, mà cái đó chỉ là một cái phần ít thôi anh em. Còn đa số còn lại mà chúng ta nói cho toàn thế giới nữa thì rất là nhiều người họ vay tiền để mà họ đầu tư. Cái đó là mình chỉ nói trên cái phương diện đầu tư thôi nha, mà còn nhiều cái phương diện khác mà nó liên quan tới cái việc tăng lãi suất của Fed nữa. Ví dụ như anh em đi mua đồ nè, anh em đi ăn nè, anh em đi vay tiền để mà anh em đi mua nhà, mua xe, anh em đi mua những cái trang thiết bị cần thiết cho cái cuộc sống của mình. Đó, anh em sử dụng cái khoản tiền vay đối với ngân hàng như vậy. Nhưng mà bây giờ cái việc mà tăng lên như vậy thì nó đồng nghĩa với việc là anh em phải trả cái lãi suất nó cao hơn đúng không? Cái điều này nó gây ra một sự khó khăn đối với những cái người tiêu dùng hàng ngày. Đó, tiền không đủ ăn nữa thì lấy đâu mà đi đầu tư, lấy đâu những cái khoản tiền đi vay mượn để mà đầu tư. Và thậm chí họ còn rút những cái khoản tiền mà họ đầu tư vào những cái kênh như là về kênh chứng khoán, về vàng, về Bitcoin nữa đúng không? Để mà họ trang trải cái cuộc sống của họ ở bên ngoài. Thì cái đó là cái lý do đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu rằng là mỗi lần mà Fed tăng lãi suất thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có một cái nguồn tiền thoái lui từ những cái thị trường nó điển hình như vậy. Đó. Rồi, và cái vấn đề thứ hai đó chính là cái vấn đề mà bây giờ Fed tăng lãi suất lên đồng nghĩa với việc là Fed đang củng cố cái sức mạnh của đồng đô la Mỹ anh em. Đó, tại vì anh em biết khi mà lạm phát nó tăng trong những năm vừa rồi, nó khiến thị trường của chúng ta bùng rất là dữ dội. Đó, đặc biệt là thị trường crypto, anh em thấy Bitcoin đã lập đỉnh trong năm 2021 và cái uptrend nó cực kỳ dữ dội. Nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận lại một cái vấn đề rằng đó là trong cái thời điểm đó thì lạm phát tăng và đồng đô la Mỹ đã bị suy yếu. Người ta không có tin tưởng vào đồng đô la nữa. Người ta cho rằng là tiền bây giờ lạm phát quá rồi, tôi không có tin tưởng vào ông nữa, và người ta né vào những cái kênh như là về Bitcoin hoặc là chứng khoán. Nhưng mà với cái hành động mà tăng lãi suất như vậy thì Fed đang củng cố sức mạnh lại đồng đô la và củng cố lại cái nền kinh tế của Mỹ. Đó, và do đó khi mà đồng đô la nó được củng cố, nó tăng lên như vậy thì người ta lại chuyển dịch cái dòng tiền từ những cái kênh đầu tư như là về crypto, về chứng khoán, mà người ta đi qua đồng đô la. Tại vì cái lý do nằm ở đây nè anh em. Để ví dụ anh em cứ lấy giả sử một cái
Fed tăng lãi suất ví dụ như là 1% đi đúng không? Thì bây giờ anh em gửi lãi suất tiết kiệm ngân hàng đó, anh em ví dụ anh em có 100 đô thì anh em sẽ có 1 đô đúng không? Nó vẫn an toàn hơn là cái việc mà chúng ta đầu tư vào những cái kênh đầu tư nó mạo hiểm như là cryptocurrency, khi mà chúng hoặc là chứng khoán đi, nó cứ lên xuống dập dìu như vậy, nó khiến cho nhà đầu tư cảm thấy bất an và nhà đầu tư không lo lắng. Thay vì bây giờ đó Fed tăng như vậy thì cái đồng đô la nó được mạnh lên đúng không? Thì chúng ta dạ không dạy chúng ta đi đầu tư vào đồng đô la, chúng ta đi gửi lại lãi suất tiết kiệm đúng không? Và đó là một cái câu chuyện mà mình cho rằng là nếu là 100 đô thôi, nhưng mà nếu em có 1.000 đô, 10.000 đô, 1 triệu đô chẳng hạn, thì nó là một cái con số khá là lớn và cũng khá là an toàn và chắc chắn đối với cái khoản gửi lãi suất của chúng ta, cái khoản lãi gửi tiết kiệm của chúng ta đúng không? Mặc dù là trong năm 2021 khi mà Fed giữ nguyên cái lãi suất như vậy, và trong những năm trước nữa Fed đã có những cái hành động giảm lãi suất, thì những anh em nào mà cầm đô thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị bỏ mất cơ hội, hay là chúng ta sẽ một phần nào đó, nếu mà xét trên một cái giá trị bản chất đó, thì chúng ta một phần nào đó chúng ta đã bị lỗ rồi. Nhưng mà thực sự khi mà bây giờ Fed tăng lại đó thì dĩ nhiên là người ta sẽ bay qua đồng đô la, người ta đi gửi lãi suất tiết kiệm, nó vừa an toàn vừa ngủ ngon nữa, chứ không giống như cái thị trường của chúng ta. Thì đó là cái lý do thứ hai mà mình cho rằng là ok, mỗi lần mà Fed như vậy thì sẽ có một cái sự thoái lui nhất định đối với cái thị trường của chúng ta ha. Và đặc biệt thị trường của chúng ta thì cái biên độ của nó khá là cao nữa, nó không giống như thị trường của chứng khoán, nên là cái việc mà anh em lo sợ thì mình nghĩ rằng nó cũng khá là dễ hiểu thôi. Và cái vấn đề thứ ba tức là sao, tức là khi mà đồng đô la nó tăng đó thì anh em phải chú ý cho mình về một cái mặt nữa, tức là về mặt hàng hóa nha anh em. Đó, tại vì hàng hóa đó thì hàng hóa trên thế giới luân chuyển với nhau đó thì thường được neo giá bởi đồng đô la đó. Mà khi đồng đô la nó tăng lên thì dĩ nhiên rồi, những cái thị trường mà non trẻ, những cái thị trường mà mới phát triển của những cái ngành công nghiệp như là anh em biết là về dầu mỏ, về khí đốt, hoặc là về những cái như là về sản xuất thường ngày đó anh em, về những cái công việc thường ngày mà anh em thấy ở ngoài đó, thì dĩ nhiên là thị trường Mỹ là một thị trường khá là màu mỡ đúng không? Mà khi đồng đô la nó tăng lên nữa thì dĩ nhiên là những cái doanh nghiệp nước ngoài thì họ dĩ nhiên là họ sẽ bị gặp một số cái rào cản nhất định khi mà họ đặt cái niềm tin đầu tư vào những cái quốc gia. Mình ví dụ cho anh em đơn giản dễ hiểu nha, ví dụ thằng Ford đi, thằng Ford là hãng xe hơi đúng không, hãng xe hơi của Mỹ, thì bây giờ nó đặt ở Việt Nam để mà nó mở rộng cái môn kinh doanh của nó. Nhưng mà bây giờ cái việc mà phải tăng lãi suất như vậy thì dĩ nhiên rồi nó sẽ chuyển dịch dần dần về phía bên Mỹ để kinh doanh chứ. Và khi mà giá hàng hóa nó bị neo bởi đồng đô la như vậy, nhưng mà ở thị trường Việt Nam đó lại là đồng Việt Nam, thì cái tỷ giá của nó sẽ là xoay quanh một cái cuộc chơi là cuộc chơi biến đổi tỷ giá anh em. Vì thế đó, những cái ông lớn, những cái hãng lớn mà họ đặt những cái cơ sở sản xuất và đầu tư ở những cái nước đang phát triển và thậm chí là có hơi phát triển một chút, thì nó vẫn không an toàn mà cái việc mà họ phát triển kinh doanh ở Mỹ. Vì thế nguồn vốn nó sẽ bị thoái lui lại đúng không, nó sẽ bị thoái lui về phía bên Mỹ đó. Và khi nguồn vốn nó bị thoái lui như vậy thì dĩ nhiên rồi, cái hoạt động kinh doanh của họ thì nó sẽ gặp một cái vướng mắc, nó sẽ gặp một cái cản trở. Thì dĩ nhiên khi mà hoạt động kinh doanh của bạn gặp cản trở rồi, cộng thêm cái việc nhà đầu tư bây giờ họ không có còn ham muốn gì cái thị trường cryptocurrency, họ không còn ham muốn gì cái thị trường chứng khoán nữa, thì dĩ nhiên cộng hai cái đó lại thì dĩ nhiên là bên chứng khoán họ cũng khá là đắn đo với cái việc này, và nó cũng sẽ kéo theo nhiều cái hệ lụy nhất định. Và đó là cái điều mà mình cho rằng đó là cái lý do thứ ba ha anh em. Đó, thì kết hợp tất cả những cái yếu tố đó lại thì cái câu chuyện Fed là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng là nó khá là căng thẳng vào cái thời điểm này. Thì ở đây mình có đối chiếu một số cái biểu đồ mà mình cho rằng nó cũng khá là hợp lý đó cho anh em xem. Thì anh em thấy đầu tiên là về cái biểu đồ Bitcoin thì chúng ta đã quá quen thuộc với cái biểu đồ này rồi đúng không anh em? Đó, thì trong năm 2021 anh em thấy một cái cú uptrend nó khá là mạnh, nhưng mà kể từ đầu tháng 12 đó, khi mà chúng ta ghi nhận được một cái tín hiệu từ ông Jerome Powell, ông nói là ok, Fed nhất định sẽ tăng lãi suất trong năm 2022. Ban đầu á, là ông đưa ra một cái đề xuất là sẽ tăng 4 lần, nhưng mà sau cái việc mà ông tăng 0.25% vào tháng 2 đó, thì tự nhiên bây giờ ông lại đề xuất sẽ tăng 6 lần trong những phiên họp tiếp theo. Thì dĩ nhiên là anh em thấy thị trường của chúng ta nó đâm một cây như thế này, và bây giờ nó vẫn đang khá là gián đoạn ở đây, ở cái mức tầm 39.000 đô. Đó, và về vàng thì sao? Và về đồng đô la thì sao anh em? Đó, anh em thấy như một cái câu chuyện mình mới vừa nói, chúng ta hãy chứng minh bằng biểu đồ luôn đi. Đó, nó cũng vào cỡ khoảng là tháng 12 đúng không? Anh em thấy đồng đô la sau khi mà nó sụp nè, đó, nó sụp. Sau đó chúng ta có một cái sự hồi phục lên đây. Đó, thực tế là nó đã sụp từ năm 2020 rồi anh em. Đó, đây là cái giai đoạn mà đây, cái giai đoạn 2020-2021 nè, là cái giai đoạn mà Fed đã bơm rất là nhiều tiền vào thị trường thì khiến cho đồng đô la giảm mạnh. Nhưng mà cho đến cỡ khoảng là nó tương tự như Bitcoin thôi, đến khoảng tháng 11, tháng 12 năm 2021 đó, thì anh em thấy bằng những cái chính sách mà hù dọa của ông Jerome Powell, thì chúng ta đã thấy bây giờ đồng đô la đang chứng tỏ được cái sức mạnh hồi phục của mình và đã bay khá là mạnh ở trên đây. Đó, nó trùng hợp với cái câu chuyện mình vừa nói thôi. Và bên đó là vàng. Vàng thì sao? Thì vàng trước đây á, nó như là một cái tài sản lưu trữ mà
mình nghĩ rằng nó mình tạm gọi đó cũng là một cái kênh đầu tư mà rất nhiều nhà đầu tư họ 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 tin tưởng ha. Nhưng mà thực tế nếu mà anh em thấy á, thì trong những cái phiên họp của Fed đó, trong những cái mà đề xuất của Fed về việc tăng lãi suất thì vàng cũng bị ảnh hưởng khá là đáng kể, tại vì anh em biết cái đồng đô la dường như là bây giờ nó là cái đồng mà mạnh nhất thế giới rồi, và cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó thì dường như cũng là một trong những cái nền kinh tế mạnh nhất thế giới rồi, nên là bất cứ một cái chuyển biến nào đó bây giờ đo đếm giữa đồng đô la và vàng thì anh em chúng ta thường hay nói là vàng nó có thể là một cái lựa chọn tốt hơn đồng đô la, nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của mình, nghĩ rằng nó cũng khá là ít thôi, đó nó chỉ giới hạn trong cái tầm nhà đầu tư, những nhà đầu tư mà tìm hiểu giống như anh em mình thôi. Nhưng mà những người ở ngoài đó thì dường như là họ vẫn tin, một bộ phận đông hơn họ vẫn tin vào đồng đô la hơn anh em, và đó là cái lý do tại sao anh em thấy á, đây bắt đầu từ tháng 5 nè đó, trước những cái việc mà Fed sẽ nâng 0,5% thì vàng nó cũng bị giảm giá luôn. Còn cái cây bơm này thì nó cái sự kiện mà mình nghĩ là ai cũng biết rồi, đó chính là về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine anh em. Thì đây là một cái việc kích thích, một cái sự kiện kích thích bất ngờ để mà có thể khiến vàng tăng trưởng như vậy. Và cùng với đó chúng ta hãy xét về những cái ba cái chỉ số khác, về Dow Jones, về Nasdaq và S&P 500 đi. Thì anh em biết á, đây cái đường của nó y chang như Bitcoin luôn. Đó, cái đường của nó y chang với Bitcoin luôn. Và đến cái giai đoạn này đó, khi đây đến cái giai đoạn mà tháng 12, tháng 1 nè, anh em thấy á, khi mà nó đã lập một cái đỉnh từ năm 2020 tới bây giờ thì bằng những cái đề xuất của Fed thì bây giờ nó cũng đã giảm giá rồi. Đây là cái chỉ số Dow Jones nè, chỉ số của ngành công nghiệp Dow Jones đó, và cả thị trường chứng khoán cũng đang nín thở về tối ngày 5 tháng 5 này. Đây, còn đây là Nasdaq 100 cũng đâm y chang tương tự luôn, và S&P 500 đó cũng đâm y chang tương tự luôn. Đó, thì dần dần chúng ta sẽ thấy được là cái mối tương quan của Bitcoin và thị trường chứng khoán ha anh em. Đó, như mình cũng đã chia sẻ trong những cái video điểm tin của mình trước đây cũng khá là lâu rồi đó, thì Bitcoin dường như bây giờ là nó được xem như là một cái cổ phiếu công nghệ vậy anh em. Đó, thì nó đã có một cái mối tương quan rất là rõ đối với thị trường chứng khoán tài chính nói chung luôn. Vì vậy anh em thấy mỗi lần á mà thị trường chứng khoán tài chính nói chung nó có một cái chuyển biến gì thì Bitcoin cũng sẽ có một cái chuyển biến như vậy, chứ nó không có còn tách rời như trong quá khứ nữa. Và đối với cái việc mà nâng lãi suất của Fed như vậy đó, thì đối với Fed thôi thì sẽ kìm hãm được cái tốc độ tăng trưởng lạm phát. Và theo ông Jerome Powell thì ông nói rằng là Fed phải cần mạnh tay hơn nữa để mà có thể đưa được cái mức lạm phát mục tiêu của Fed là tầm khoảng 2% đó, và sẽ giúp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đi lên và đồng đô la trở nên mạnh hơn. Nhưng mà đó, sau những cái gì mình vừa chia sẻ đó, thì đây là một cái lý do tiếp theo mà có liên quan tới Fed mà mình nghĩ rằng á, rất nhiều anh em cũng đang khá là nín thở về cái thông tin này. Đó chính là anh em biết cái ngân hàng Deutsche Bank này đúng không? Đó là một cái ngân hàng lớn ở trên thế giới nha. Và đây là cái lần đầu tiên vào một cái báo cáo tầm cuối tháng 4 của ngân hàng Deutsche Bank, thì đây là một cái lần đầu tiên mà ngân hàng Deutsche Bank đó phải đưa ra những cái mối giống như là cái mối lo ngại của mình về cái cuộc đại suy thoái vậy anh em. Thì á, đây là lần đầu tiên nha anh em, chứ trước đây Deutsche Bank chưa từng đề cập đến cái vấn đề này. Thì trước những cái mà nâng lãi suất của Fed hoặc là những cái động thái mạnh tay của Fed đó, thì Deutsche Bank nói đó, là dường như đó là Fed đã để cái mức lạm phát và để cái mức cái tình trạng xấu của cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó đã vượt ngoài tầm tay rồi, và những gì mà ông Jerome Powell và Fed đang làm bây giờ chỉ là những động thái cứu cánh mà thôi anh em. Tại vì anh em thấy, anh em có cảm nhận rõ giống như mình không, là cái việc mà Fed tăng lãi suất hay sao đó đó, thì đến bây giờ chúng ta vẫn phải mua hàng hóa nó hơi đắt đỏ một tí so với trước đây đúng không? Đó, thì đó là cái lý do mà tại sao á, và cái tỷ lệ thất nghiệp nữa anh em, nó vẫn chưa được cải thiện một cách đáng kể nữa. Đó, và bởi vì những cái lý do đó đó mà Deutsche Bank đã nói rằng là có lẽ rằng là Fed chỉ đang cố mà kiểm soát mà thôi, nhưng mà sẽ không thể nào mà thành công để mà có thể giúp cho cái mức tỷ lệ lạm phát nó trở lại giống như trước đây được, nó bình ổn như trước đây được. Và cái hành động mà cố gắng của Fed đó thì nó sẽ cuối cùng gì, nó cũng sẽ gây ra một cái hậu quả ngược anh em. Cái hậu quả ngược ở đây là gì? Đó chính là một cái cuộc đại suy thoái về kinh tế. Đó, nó giống như năm 2008 của chúng ta trước đây vậy. Nó thật là kinh khủng anh em. Đó, và cái việc mà Deutsche Bank còn đề cập thêm một cái việc nữa, đó chính là anh em thấy đó, mặc dù Fed liên tục hù dọa, liên tục nói mạnh tay như vậy, nhưng mà chúng ta có một cái chỉ số CPI, đó chính là chỉ số về về người tiêu dùng á anh em, về mặt hàng tiêu dùng đó, thì nó vẫn cứ tiếp tục lao lên. Nó vẫn cứ tiếp tục lao lên. Và anh em thấy nếu mà mình bật cái biểu đồ Max ở đây thì từ năm 1960 rồi đó đến bây giờ vẫn không kìm hãm được cái này, và nó đã lập đỉnh ở trong năm 2022 luôn đó. Thì
Và nhất là cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nữa, anh em thấy hàng hóa rồi xăng cổ, chúng ta đi đổ xăng mà đi ra ngoài đường anh em đổ 30.000 lít, đúng không? Chúng ta cảm thấy chúng ta rất là đau ví đó. Và Fed và Deutsche Bank nói là cái khả năng cao Fed sẽ không có một cái cuộc, mà ở đây mình tạm dịch ra tiếng Việt nó có một cái từ khá là hay, chính là một cái cuộc hạ cánh mềm đối với cái tình trạng hiện tại đó anh em đó. Và trước sau gì cũng sẽ có một cái hậu quả ngược là cuộc đọa suy thoái. Và Deutsche Bank cho rằng thì cái cuộc đọa suy thoái này nó sẽ đến vào năm 2023, đến và cụ thể hơn là cuối năm 2023, và sẽ kết thúc vào năm 2025 để mà có thể đưa cái mức lạm phát trở lại 2% như cái mục tiêu của Fed. Và đó là một cái hệ quả tất yếu phải xảy ra anh em đó. Thì đối với anh em là nhà đầu tư và đối với mình cũng vậy, khi mà mình đọc cái này thì mình cảm thấy mình khá là run, đúng không? Và không chỉ Deutsche Bank đâu, chúng ta còn có những cái ông lớn ngân hàng khác như là JP Morgan hay là Goldman Sachs thì cũng đã đồng tình với cái quan điểm này. Nhưng mà về phía ông Jerome Powell đó, thì trong tháng 3 đó ông có nói về cái vấn đề này rồi đó, trong tháng 3 ông có nói về cái vấn đề này rồi thì ông nói là cái việc mà tăng lãi suất của Fed đó, và cái việc mà ông đang làm, ông mạnh tay để mà có thể kìm hãm được cái này đó, thì dĩ nhiên cái câu chuyện tương lai thì chắc chắn ông vẫn tin tưởng rằng là sẽ có một cái sự thành công nhất định. Và ông đã lấy dẫn chứng là những cái cuộc cách mạng, những cái cuộc giải quyết thành công của Fed là như là vào năm 1968, một chín sáu tám, một chín tám bốn và 1994 đó. Đó là ba cái năm mà Fed đã giải quyết được một cái cú hạ cánh mềm như vậy đó. Thì ông nói như vậy để mà ông củng cố niềm tin thôi, nhưng mà cái câu sau của ông lại khiến các nhà đầu tư cảm thấy run sợ hơn nữa, là ông nói nhưng mà tôi không có chắc chắn gì để mà tôi không có một cái gì để mà chắc chắn nó sẽ không lặp lại trong quá khứ cả đó. Và chúng ta hãy cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cái điều này. Thì dĩ nhiên rồi, anh em biết khi mà nếu mà có một cái câu chuyện, một cuộc đại suy thoái, một cuộc đại khủng hoảng xảy ra, thì không chỉ chứng khoán, không chỉ Bitcoin mà mình nghĩ rằng tất cả sẽ đều đổ sập. Và đó là cái lý do bây giờ người ta đang chuyển dần dịch sang USD, tại vì cầm tiền mặt nó vẫn là khá là chắc cú hơn khi mà chúng ta cầm những cái tài sản kia, nó bay hơi quá là nhanh chóng, đúng không anh em đó. Và đó là tất cả những gì mà dễ hiểu nhất và đơn giản nhất mình muốn chia sẻ cho anh em về cái tình hình Fed hiện tại và tại sao khiến các nhà đầu tư cảm thấy lo sợ như vậy ha. Và cái video đến đây thì mình cũng nghĩ là nó cũng khá là dài rồi. Và nếu anh em nào muốn đọc thêm thì mình có thể mình lên trang, những cái trang báo nước ngoài mình đọc thêm để mình hiểu về cái kiến thức tài chính nó chuyên sâu hơn. Còn mình ở đây mình chỉ giải thích cho anh em những cái khía cạnh nó khá là đơn giản và dễ hiểu đối với những người mà họ tham gia vào thị trường tài chính ở cái bước mới bắt đầu và họ muốn hiểu là cái lý do tại sao nó lại như vậy mà thôi đó. Chứ mình không phải là một chuyên gia tài chính, mình cũng không phải là một chuyên gia đầu tư để mà khuyên anh em rằng là vào thời điểm này chúng ta nên thực hiện những cái bước đi như thế nào ha anh em. Ok, vậy thì hẹn gặp anh em trong 2 ngày nữa, sẽ có một cái video điểm tin cho anh em nha. Ok, bye bye anh em, bye.